Hiện nay, hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Tam Đảo đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng người dân xả bừa bãi xuống dòng kênh, lượng rác thải rất lớn, không những gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến dẫn nước phục vụ sản xuất, dân sinh mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thực trạng trên đang trở thành nỗi lo của đơn vị quản lý các công trình thủy lợi cũng như người dân. Qua tìm hiểu, phóng viên chúng tôi được biết, rác ngày càng nhiều trên các tuyến kênh mương trên địa bàn huyện Tam Đảo là do một số người dân thiếu ý thức xả rác xuống vào sáng sớm hoặc chiều tối khi vắng người qua lại. Không chỉ các tuyến kênh chính, hệ thống mương dẫn nước gần đường giao thông hay trong khu dân cư, rác thải cũng tràn lan. Ngoài ra, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi của các hộ gia đình được xả trực tiếp xuống kênh mương cũng là một phần nguyên nhân làm gia tăng tình trạng ô nhiễm. Trong cái điều kiện là chúng tôi hàng vụ, chúng tôi cũng đã tổ chức để nạo vét thường xuyên, và trong thời gian quá trình dẫn nước là cũng anh em cũng tổ chức là vớt thường xuyên về rác rưởi. Thế nhưng mà cái tình trạng người bà con dân là vẫn cứ tự ý đổ ra các lòng kênh cũng như là các công trình thủy lợi nói chung, ảnh hưởng rất lớn đến công tác về chuyên môn của chúng tôi, như việc ách tắc dòng chảy và về môi trường thì về cái nguồn nước là về hạ lưu thì chắc chắn là cái về nguồn nước sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Điều đáng nói là tình trạng người dân xả rác bừa bãi xuống kênh mương đã diễn ra thường xuyên và từ nhiều năm nay. Các công nhân của công ty thủy lợi Tam Đảo phải liên tục nạo vét, nhưng làm xong, người dân lại vô tư xả rác xuống kênh mương. Nhiều thời điểm công nhân chưa kịp nạo vét, khi trời nắng, rác thải bị ứ đọng, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sinh sống xung quanh và gây cảm giác khó chịu cho những người lưu thông qua những khu vực này. Tại địa bàn xã Tam Quan, tuyến kênh mương này từ lâu đã trở thành địa điểm tập kết xác động vật, gia cầm chết được xả xuống đây. Do để lâu, xác chết phân hủy, mùi bốc lên nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Tôi thì tôi ở gần đây, làm ruộng suốt ngày đây. Thì nói chung ở cái mương này nó từ khi không có con mương nó đổ đất lấp, thì nước nó ít, thế là vùng quanh dân làng nói chung là xác động vật thối, gà chết, lợn chết. Chung quy là nó các loại chết với này sống là người ta thải ra, đấy là người ta vứt đấy. Ngày thì không thấy, những cái đêm tối là đấy, cho nên ở đây nó ô nhiễm lắm, thấy giòi bọ nó nên ghê lắm. Tam Quan là địa phương phát triển chăn nuôi mạnh với nhiều trang trại có quy mô lớn. Việc người dân vứt xác gia cầm, động vật chết bừa bãi như vậy không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mặc dù biết tình trạng trên xảy ra đã lâu, song chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm hiệu quả. Hiện nay thì có một số người ta vứt ở mương và rãnh thì thường thường là khi mà phát hiện được mà nhân dân người ta báo mà nó ôi thôi đấy thì chúng tôi cũng cho mà hợp tác xã môi trường là dùng bằng máy múc cho lên ô tô và chuyển về, nói chung là thường thường là vẫn chuyển về Vĩnh Yên để còn là thuê đốt. Đấy. Thế nên là còn địa bàn hiện nay là chưa có nổ đốt, mà không làm cách nào là cả. Chôn thì báo cáo các đồng chí giờ cũng chưa thể có chỗ chôn, thì chôn chỗ nọ lại ra nó ô nhiễm như là không chôn được, mà chỉ còn mỗi cách là bây giờ là múc về cho đó. Thế còn vài hôm thì báo cáo các đồng chí thì lại có thể là người ta là cứ lặt vặt chết là vứt ra nó dần dần. Đấy, cho nên là người ta cũng không báo. Đấy, chỉ có khi mà ôi thối thì bắt đầu là người ta kêu lên rồi người ta thì mới biết. Ngày nắng thì mùi hôi thối bốc lên kinh khủng, ngày mưa nước kênh mương dâng lên bốc mùi cũng không kém. Rác thải tràn ngập, môi trường xung quanh kênh mương bị ô nhiễm nặng nề. Nguy cơ dịch bệnh không chỉ đối với việc chăn nuôi trồng trọt mà cả chính bản thân của người dân địa phương chỉ vì rác bẩn. Thiết nghĩ đã đến lúc các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và người dân sống trên địa bàn huyện cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng trên.